Em xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay nhà em có một hôm nay nhà em mới về được một ít át 30A hàng 3 pha chống giật. Chống giật, chống rò rỉ, chống quá tải nhá. Hôm nay em quay cho mọi người này. Cái hàng 3 pha đây, bên trên này nhá, loại to này, 3 pha 30A này. Em có 14 con thôi nên là anh nào mà mua thì hãy nhanh tay alo theo số điện thoại 0975 275 636 để mình có thể đặt hàng mua hàng nhá. Số lượng nó có ít thôi ạ. Rồi cuối năm rồi nên là nó cũng không có nhiều hàng đâu. Nên là anh nào mình cần cái hàng nào thì mình hãy nhanh tay alo hoặc là nhắn tin cho em nhé. Địa chỉ cửa hàng nhà em là ở thôn Hà Vĩ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội ạ. Bên em là có ship hàng toàn quốc nhé. Các anh có thể kiểm tra hàng nhé. Trước khi nhận hàng ấy, mình có thể kiểm tra hàng. Đúng hàng thì nhận nhé, không đúng thì hoàn trả lại shop và sẽ không mất một đồng tiền phí ship nào đâu ạ. Rồi bây giờ em xin quay giới thiệu cho mọi người những loại át hôm nay nhà em có nhé. Đầu tiên em xin giới thiệu đó là vẫn như mọi lần, nó là hàng Mitsubishi này, 30A. Loại này là hàng một pha nhé. Đây này, 30A Mitsubishi này, chống giật, chống rò rỉ, chống quá tải này. 30A nhá, loại này là 30A này, make in Japan này. Hàng này hàng tuyển này, hàng lướt nên là rất là đẹp luôn nhá. Đấy, em có gói hết vào trong này này. Loại 30A này là 160.000 một chiếc này, giá chưa bao gồm phí vận chuyển này. Anh nào mình mua hàng thì mình hãy nhanh tay nhá. Những các đơn hàng mà đơn nhỏ ấy, một chiếc hai chiếc này, phí ship chắc tầm khoảng 30-35.000 nhá. Mua càng nhiều thì sim nó sẽ rẻ đi một chút này. Nếu mình mua 3-4 cá thì ship nó rơi vào tầm 40.000 nhá. Đây, loại này em đang dơ đây là hàng 30A này, hàng điện một pha nhá. Mình có thể xài điện 100 hoặc là điện 220 điện lưới của miền Nam mình vô tư nhá. Đấy, loại này là 160.000 một chiếc này. Tiếp theo là khởi động từ ạ, khởi động từ 13A này nhá. Đây, nó có cái túi bóng nên nó hơi mờ nhỉ. Khởi động từ 13A này là 150.000 một chiếc nhá. Đây, em có cái hàng áp 20A này. Đây là CP cóc này, 20A này. 30 này là hàng tuyển đẹp nhá. Đấy, đã qua sử dụng rồi nhưng mà nó là hàng lướt thôi nên là rất là đẹp luôn này. Loại này là 35.000 một chiếc này, 10 chiếc thì miễn phí vận chuyển nhá. Đấy, hàng rất là đẹp luôn này, 35k một chiếc này, 10 chiếc miễn ship luôn ạ. Đây, em có hai con át 30A này, loại nhỏ này nhá. Nó bị sứt này, sứt mất miếng ở đây này. Đấy, bình thường cái át này là em bán là 90.000 một cái này, nhưng mà do hai cái này nó bị sứt nhá. Đây là mũi sứt ở đây này, nó cũng không ảnh hưởng gì đến chức năng và công dụng của nó đâu. Đây nhá, em bán là 80.000 này. Đây, cái này bị sứt một miếng ở bên này nhá. Đấy, 80.000 một cái, có hai cái nó bị sứt. Rồi tiếp theo là hàng 30A 3 pha nhá, chống giật, chống rò rỉ, chống quá tải này. Đây ạ, Mitsubishi nhá. 14 cái này này, em có 14 cái này thôi. Đều là Mitsubishi này. Mitsubishi nhá, 30A này, hàng 3 pha. Chống giật, chống rò rỉ, chống quá tải này. Giá là 250.000 một chiếc, giá chưa bao gồm phí vận chuyển này. Đấy, hàng tuyển đẹp luôn. Em có 14 cái thôi nên là anh nào mình mua thì mình hãy nhanh tay liên hệ hoặc là nhắn tin cho em theo số điện thoại em sẽ ghi ở dưới video nhá. Số điện thoại của em đó chính là số điện thoại đặt hàng và số Zalo luôn đấy ạ. Đấy, anh nào mình mua thì mình nhanh tay nhá. Đây này, mọi người chú ý theo dõi và xem kỹ hộ em nhá.
Nếu mọi người còn chưa muốn xem chi tiết rõ ràng mà em chụp hình ảnh lên thì mọi người nhắn tin cho em vào Zalo nhé. Zalo của em là cái số điện thoại vừa rồi đấy ạ. Đây có hai con màu trắng này, cũng là Mitsubishi này. Hàng này đều là hàng 3 nút này, hàng 3 pha nhé. 250.000 một chiếc ạ. Toàn bộ đều là hàng 30A nhé. 30A này, 3 pha, 250.000 một chiếc này. Rồi hôm nay em có quay như vậy thôi, là những có những mặt hàng mà những cái loại ad mà hôm nay em có đấy ạ. Anh nào mình cần thì mình hãy nhanh tay alo dùm em nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Hàng Nhật Bãi của bên em ạ. Để xem được video mới nhất mà bên em đăng lên thì mọi người hãy nhớ nhấn theo dõi và đăng ký.